Xin được kính chào và cảm ơn cô bác đã quay trở lại với kênh của em, một kênh chuyên chia sẻ về những cây dược liệu quen thuộc. Trong video này xin được giới thiệu tới mọi người những cái công dụng đến từ cây quất hồng bì, một cái cây quen thuộc ở những cái vùng núi và bây giờ đang là mùa quả của nó. Những cái thành phần ở trong cái cây quất hồng bì này để phát huy được công dụng dược liệu thì chúng ta có thể dùng lá để làm thuốc này, dùng lá, dùng quả và hạt của nó. Hạt của quả này cũng có công dụng là làm dược liệu. Đây những cái hạt này ạ. Lá này, hạt này, quả này, thân và rễ. Nói chung là những cái thành phần có ở trong cái cây quất hồng bì này đều có thể được dùng để làm dược liệu. Bây giờ đang là mùa quả chín của cái cây quất hồng bì này. Những cái cành ở phía trên cao kia, những cái cành ở phía trên cao kia thì mới có quả chín. Còn cành ở dưới phía thấp này như em vừa với để lấy cái hạt của nó ấy, thì nó chưa chín. Cây quất hồng bì này có vị chua chua, quả của nó có vị chua chua nên là nhiều người sẽ thích ăn. Lá của nó này, đặc biệt lá của nó để dùng để trị cảm sốt rất là tốt. Lát nữa em sẽ chia sẻ cái bài thuốc cụ thể. Đây là một cái cây dược liệu khá là quen thuộc, nhưng mà không phải là ai cũng biết hết cái tác dụng của nó, mà thường là chỉ có mua quả về để ăn thôi. Quất hồng bì hay là một số tên gọi khác như là hoàng bì, quất bì, nhâm được trồng nhiều ở những các cái vùng miền núi phía Bắc và nó được dùng để làm thuốc và lấy quả ăn. Chúng ta có thể thu hái các cái bộ phận dùng làm thuốc là rễ, lá, quả và hạt. Riêng rễ và lá thì có thể thu hái quanh năm, nhưng mà quả thì em đã chia sẻ chỉ có vào tháng 6 đến tháng 8 và bây giờ thì đang là mùa quả chín. Theo Đông y thì lá hồng bì có vị đắng và cay, tính bình, có tác dụng hạ nhiệt, làm long đờm, thường dùng để trị cảm nắng, cảm cúm, nhiễm lạnh hay là hạ sốt. Ngoài ra ấy, thì dân gian còn dùng cái lá của nó để nấu nước gội đầu cho sạch gầu và xông để chữa thấp khớp. Quả của nó thì có vị ngọt, chua, tính bình, có tác dụng là giảm ho, long đờm, kích thích tiêu hóa, cầm nôn. Còn rễ và hạt thì có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng là giảm đau, lợi tiêu hóa, tiêu phù thủng. Sau đây là một số bài thuốc đến từ cái cây quất hồng bì này em xin được chia sẻ như sau. Bài thuốc thứ nhất là giải cảm, hạ sốt. Chúng ta sẽ dùng bài thuốc dùng để giải cảm, hạ sốt thì chúng ta sẽ dùng lá quất hồng bì tươi 30g. Đây ạ, lá quất hồng bì tươi 30g. Rửa sạch, phơi khô, sắc uống cho ra mồ hôi. Cái bài thuốc này chúng ta cần phải dùng bài thuốc khô nên là bây giờ chúng ta có thể hái, phơi khô và bảo quản để khi cần có thể sử dụng được ngay. Bài thuốc giảm đau do viêm họng, chúng ta sẽ dùng quả quất hồng bì 2-3 quả ngậm với vài hạt muối, ngậm 3-4 lần trong ngày thì sẽ giúp làm dịu họng, giảm cơn đau rát họng rất là tốt. Bài thuốc cầm nôn, quả quất hồng bì tươi nhai cả vỏ và nuốt nước dần dần. Nếu như mà chúng ta mà sợ chua ấy, thấy chua quá thì chúng ta có thể tìm những các cái quả quất hồng bì chín để ngậm. Ngậm sẽ giúp là cầm nôn, còn đây là quả xanh thì sẽ vị của nó sẽ rất là chua.
Bây giờ ở ngoài chợ người ta đã bán rất là nhiều quất hồng bì chín rồi. Bài thuốc chữa ho ở trẻ em. Chúng ta sẽ dùng 4 đến 5 quả quất hồng bì tươi hấp với một ít đường phèn, cho ăn ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, có tác dụng là long đờm, giảm ho ở trẻ em rất tốt. Bài thuốc chữa ho do ngoại cảm ấy, thì nghĩa là kiểu như ho gió ấy, thì chúng ta sẽ dùng quả hồng bì tươi 20-30g, bổ đôi hấp với đường, chia ra ăn trong ngày. Thế còn để kích thích tiêu hóa để kích thích tiêu hóa thì chúng ta sẽ dùng rễ cây quất hồng bì 30g, rễ sử quân 20g, quả khế chua 20g, các vị sao vàng, sắc đặc, chia uống nhiều lần trong ngày, dùng 3-5 ngày. Do là cái quả quất hồng bì này chỉ có vào trong mùa hè, nên để có cái nước quất hồng bì dùng cả năm chữa ho cho trẻ em, thì các mẹ có thể làm cái bài thuốc là ngâm quất hồng bì với đường để có thể sử dụng khi cần. Và em sẽ chia sẻ cái cách làm này như sau. Cách làm bài quất hồng bì ngâm để chữa ho. Nguyên liệu sẽ là những cái quả quất hồng bì tươi, chúng ta sẽ chuẩn bị là 1 cân, và đường phèn là 1 cân. Quất hồng bì sau khi mà mua về thì chúng ta sẽ dùng kéo cắt sát cái cuống. Cô bác lưu ý là chúng ta sẽ dùng kéo để cắt sát cái cuống của nó, chứ không dùng tay để bứt vì sẽ làm dập nát cái quả. Sau đó thì rửa sạch và sẽ rửa lại bằng nước đun sôi để nguội và để cho ráo nước. Cho quất hồng bì vào cái lọ, phủ đường phèn lên trên và phủ kín. Và sau đó thì chúng ta sẽ đậy kín cái nắp lọ để nơi thoáng mát. Đến khi mà cái lớp đường phèn tan ra ấy, thì sẽ dùng được. Đây là một cái bài thuốc chữa ho rất là tốt cho trẻ em. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được ngay bây giờ chúng ta. Bởi vì bây giờ đang là cái mùa của cái quả quất hồng bì này. Quất hồng bì nó sẽ không sẵn giống như kiểu là những các cái như kiểu là chanh hay là quất có quanh năm. Cho nên là cái bài quất ngâm đường phèn để chữa ho này cô bác nên áp dụng và nên làm ngay bây giờ một lọ để cho gia đình sử dụng. Kể cả là trẻ em hoặc là người lớn đều có thể sử dụng được. Còn cái lá của nó thì chúng ta có thể phơi khô ngay bây giờ và sau đó thì bảo quản để dùng, để đến khi mà sử dụng thì có thể lấy được ngay. Bởi vì cái bài thuốc từ lá này là chúng ta đòi hỏi là phải lá khô thì cái công dụng sẽ là tốt hơn. Cảm ơn cô bác đã theo dõi video về cây quất hồng bì của em. Xin chào và hẹn gặp lại.